Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, mặc dù đã ly hôn từ tháng 10 năm 2022, nhưng vì ghen tuông với vợ cũ là chị NTH, sinh năm 1989, trú tại thôn Cao Lạng, xã Gia Lâu, huyện Trập Rông. Khoảng 23 giờ 20 phút ngày 10 tháng 4 năm 2023, Ngô Văn Tiếp đem theo dao đầu bếp đến phòng trọ của chị H tại khu vực chợ xã Gia Lâu và đâm 13 nhát vào người chị H, khiến nạn nhân tử vong. Ngay sau đó, đối tượng bỏ trốn. Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ án mạng, lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai nhanh chóng chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự khẩn trương phối hợp với Công an huyện Trập Rông, Công an xã Gia Lâu và các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc điều tra, truy xét thủ phạm. Vụ án này xảy ra vào ban đêm ở xã Gia Lâu, cách địa bàn thành phố Pleiku khoảng 70 km. Khi công an huyện cũng như công an tỉnh nhận được tin báo thì đã trôi qua khoảng 2 tiếng đồng hồ. Đối tượng đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường gây án. Cho nên chúng tôi đã phải rất vất vả khi mà xác minh truy vết theo cái hướng đối tượng bỏ trốn. Chúng tôi đã phân công rất nhiều tổ công tác áp dụng nhiều biện pháp và được sự giúp đỡ tích cực của quần chúng nhân dân dọc tuyến đường đối tượng bỏ trốn. Và theo các cái thông tin cung cấp của quần chúng nhân dân thì chúng tôi đã lần được cái dấu vết của đối tượng nó di chuyển về hướng huyện Mang Giang, cho nên chúng tôi đã tiến hành bùa vây và kịp thời bắt giữ đối tượng khi mà đối tượng xuất hiện trên địa bàn xã Đắc Giờ Răng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an nhanh chóng xác định được sau khi gây án, đối tượng điều khiển xe máy tẩu thoát theo hướng quốc lộ 14. Nỗ lực điều tra, tích cực truy xét, nhận định đối tượng chưa rời khỏi địa bàn tỉnh. Lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự chủ động phối hợp các đơn vị, công an địa phương rà soát địa bàn, tổ chức chốt chặn, tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ. Trong vòng 48 giờ sau khi vụ án mạng xảy ra, tối ngày 12 tháng 4 năm 2023, lực lượng công an đã bắt được đối tượng tại địa bàn xã Đắc Di Răng, huyện Mang Giang, cách hiện trường gây án hơn 100 km. Vợ cũ của em là có nhân tình, là em có về cầm con dao là ra phòng trọ, là em có đâm chết vợ cũ em. Thì trong thời gian gây án xong thì em rất kỳ là hối hận và biết là mình đã sai, nên là em mong còn có cơ hội về để gặp bạn hai con. Vụ án mạng gây hoang mang dư luận trên địa bàn huyện biên giới Trập Rông, tỉnh Gia Lai về hành vi của người chồng cũ. Việc nhanh chóng bắt giữ đối tượng Ngô Văn Tiếp đã góp phần làm ổn định tình hình, để kẻ thủ ác bị pháp luật trừng trị nghiêm minh.